Mốt 19 phải nói là quá hay. Nguyên liệu luôn. Tuấn Anh cảm giác đuối lắm. Trên sân số 2, trận thi đấu đồng đội giữa Bắc Giang và Bắc Ninh. Trận đơn thứ 2, Tuấn Anh là trên đội Bắc Giang, Hồng Tiến là trên đội Bắc Ninh. Điều hành trận đấu trong tài chính, anh Tuấn và tài đau cầu Văn Huy. Tuấn Anh cố lên. Điểm năm bao nhiêu đấy? 5-1 cho Tiến Minh. Ok, xét đấu thứ hai điểm đã là 5-1 cho Nguyễn Tiến Minh. Có vẻ Đức Phát cũng khá mệt rồi. Nguyễn Tiến Minh phải nói là rất bền, tuy là đàn anh đã 30 mấy tuổi rồi, nhưng mà sức khỏe cực kỳ tốt. Cầu trong sân, điểm 2-5 cho Đức Phát, một pha đập cầu dọc biên không thể cản phá. Đó là một pha cầu rất khó. Phía sân bên này, trận đấu thứ hai ở nội dung đơn nam giữa Bắc Giang và Bắc Ninh. Tiền bún của Bắc Ninh gặp Tuấn Anh của Bắc Giang. Điểm số đang là 1-0 nghiêng về và 1-1 cho Bắc Giang với tình huống cầu ngoài. Chúng ta tiếp tục tập trung lại trận đấu của Nguyễn Tiến Minh và Lê Đức Phát nào. Hùng cũng đang đặt một máy live stream phía bên kia.
Rồi, hay quá nhờ. Hay. Rồi, không cản phá được rồi. 3 năm cho Lê Đức Phát. Phải nói về cầu lông đơn nam Việt Nam thì có lẽ thời gian gần đây Lê Đức Phát là tay vợt phát triển nhanh nhất, đánh lên tay nhất. Hùng vẫn còn nhớ tại giải các tay vợt xuất sắc toàn quốc sau giải đại hội toàn quốc thì Lê Đức Phát đã thua Nguyễn Hải Đăng trong vòng 2 set với điểm số là 21-14 và 21-13. Tuy nhiên bây giờ Đức Phát mà gặp Hải Đăng thì có lẽ sẽ rất ngang cơ. Điểm 6-3 cho Tiến Minh, dù sao Tiến Minh đánh cũng rất bền cầu, đánh rất chắc chắn. Và chúng ta hãy tiếp tục theo dõi diễn biến của trận đấu giữa Đức Phát và Nguyễn Tiến Minh nhá. Đây là một trận đấu rất chất lượng, rất hay. Hùng lại chạy sang sân bên kia để live stream trận đấu giữa Phạm Văn Thịnh của Quân Đội và Lê Thanh Lâm của Hà Nội đây. Goodbye tất cả mọi người cứ xem nhá. Oh,
Ủa, trận này là trận đôi không phải đến
Là căng thường.